Các em hãy quan sát và cho cô biết hình chụp gì? À đúng rồi, đây là hình chụp cột cờ ở Hà Nội, được xếp hạng di tích kiến trúc lịch sử quốc gia. Và đây là hình các bộ đội chiến sĩ đang đứng nghiêm trang trước lá cờ đỏ sao vàng. Lá cờ của chúng ta được dùng trong các dịp lễ, dịp chào cờ thể hiện sự trang trọng của chúng ta đối với Tổ quốc. và để thể hiện tấm lòng của mình với đất nước. Hôm nay cô trò mình sẽ cùng thực hiện gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng qua tiết thủ công này. Cô mời các em hãy cùng chú ý quan sát. Đầu tiên cô trò mình sẽ cùng bước vào hoạt động 1 của bài, đó là quan sát mẫu, nhận xét các em hãy cùng quan sát và suy nghĩ trả lời cho cô bốn câu hỏi ở trên màn hình câu hỏi thứ nhất lá cờ có hình gì màu gì ngôi sao trên lá cờ có đặc điểm gì đó là câu hỏi số 2 câu hỏi 3 em có nhận xét gì về chiều rộng so với chiều dài của lá cờ câu hỏi 4 lá cờ đỏ sao vàng em vừa quan sát được là bằng chất liệu gì Nào các em đã trả lời được hết chưa? Để xem suy nghĩ của các em có giống với đáp án của cô hay không, cô mời các em hãy cùng quan sát. Như các em thấy đó, lá cờ có hình chữ nhật, màu đỏ, trên có ngôi sao màu vàng. Ngôi sao vàng có 5 cánh bằng nhau, màu vàng nằm chính giữa lá cờ, một cánh hướng thẳng lên cạnh dài phía trên của lá cờ. Chiều rộng lá cờ bằng 2 phần 3 chiều dài lá cờ. Và lá cờ các em vừa quan sát được là bằng chất liệu giấy thủ công màu đỏ, màu vàng. Ở tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cắt gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Cô mời các em hãy cùng dõi theo. Cô giới thiệu với các em quy trình thực hiện gồm 3 bước. Bước 1, gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh. Bước 2, cắt ngôi sao vàng năm cánh Bước 3, dán ngôi sao vàng 5 cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng. Bây giờ các em hãy cùng cô thực hiện các thao tác này nhé. Các em vừa biết được quy trình thực hiện. Sau đây, cô và các em sẽ cùng bước sang hoạt động 2. Ở hoạt động này, các em hãy cùng quan sát xem cô hướng dẫn mẫu. Để cắt được ngôi sao vàng năm cánh, ta cần chuẩn bị giấy thủ công màu vàng, màu đỏ, keo dán, kéo, thước kẻ và bút chì. Các em lưu ý kéo là một vật rất là sắc nhọn, vì vậy các em cần phải sử dụng thật là cẩn thận. Yêu cầu khi thực hiện, các nếp gấp phải thẳng và phẳng, các đường cắt dán thật chính xác, biết cách gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Sau đây cô mời các em hãy cùng quan sát cô hướng dẫn: đầu tiên ta sẽ sử dụng một tờ giấy thủ công màu vàng, dùng thước và bút chì vẽ một hình vuông có cạnh 8 ô, dùng kéo cắt rời hình vuông ra. Như vậy ta đã được một hình vuông màu vàng. Có cạnh là 8 ô. Các em đã cắt được hình vuông có cạnh 8 ô. Tiếp theo các em hãy cùng thực hiện theo hướng dẫn gấp tờ giấy hình vuông thành 4 phần bằng nhau. Khi gấp, các em cần lưu ý để các mép đối diện của hình vuông trùng khít lên nhau, rồi dùng tay vuốt cho thẳng. Tiếp tục gấp thành 4 phần bằng nhau. Sau khi gấp tờ giấy thành 4 phần bằng nhau, các em hãy mở tờ giấy ra. Chúng ta sẽ được điểm ở giữa hay còn gọi là điểm O và đường thẳng AB. Các em hãy quan sát hướng dẫn tiếp theo. Trên đường thẳng AB ở giữa có điểm O, ta dùng thước và bút chì kẻ một đường thẳng OD như hướng dẫn. Sau đó ta gặp theo đường kẻ này để được hình thứ hai. Đây là thao tác thứ hai của bước gấp ngôi sao vàng năm cánh. Ta gấp tờ giấy sang bên phải theo hướng mũi tên, khi gấp các em cần chú ý các mép gấp phải trùng khít lên nhau, sau đó miết cho thật phẳng. Như vậy ta đã hoàn thành xong thao tác thứ ba của bước gấp ngôi sao vàng năm cánh. Để được hình 5, ta gấp đôi hình 4 theo chiều mũi tên và miết cho thật phẳng. Sau khi gấp, các em cần lưu ý các góc phải có chung điểm ô và các mép góc phải trùng khít lên nhau. Nếu như các mép góc không trùng khít lên nhau, thì ngôi sao vàng của chúng ta khi cắt, có cánh sẽ không bằng nhau. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em thao tác gấp được ngôi sao vàng 5 cánh. Bây giờ cô mời các em hãy cùng quan sát tiếp theo. Tiếp theo cô mời các em cùng sang bước 2, cắt ngôi sao vàng 5 cánh. Để cắt được ngôi sao vàng 5 cánh, đầu tiên các em hãy dùng thước và bút chì kẻ một đường thẳng IP theo hướng dẫn khi đã vẽ được đường thẳng, ta dùng kéo cắt theo đường vừa kẻ. Các em lưu ý khi cắt. Lúc này tập giấy của mình hơi dày, vì vậy các em cần mở rộng độ kéo để cắt cho thẳng. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành được ngôi sao năm cánh có các cánh đều nhau khi đã cắt được ngôi sao vàng năm cánh bước tiếp theo là ta sẽ thực hiện dán ngôi sao vào lá cờ màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng. Đầu tiên chúng ta cần thực hiện lấy một tờ giấy thủ công màu đỏ, vẽ một hình chữ nhật có kích thước chiều dài là 21 ô, chiều rộng là 14 ô. Dùng kéo cắt rời hình chữ nhật ra. Như vậy ta đã được hình chữ nhật Khi đã cắt được hình chữ nhật màu đỏ có cạnh dài 21 ô và chiều rộng 14 ô, ta thực hiện tiếp theo hướng dẫn. Gấp tờ giấy thành 4 phần. Khi gấp các em cần lưu ý phải miết thật chặt và thật thẳng các đường gấp. Sau khi gấp được 4 phần, chúng ta sẽ mở tờ giấy ra, khi đó sẽ được điểm O ở giữa và một đường thẳng nằm ngay giữa của tờ giấy hình chữ nhật. Tiếp theo, ta sẽ lấy ngôi sao vàng mình đã thực hiện ở bước 2. Lật mặt sau của ngôi sao vàng, dùng keo hồ bôi một ít vào ngôi sao, lưu ý là phải bôi ít keo và thật là đều để khi dán không bị lem keo các em nhé đặt ngôi sao vào giữa tờ giấy màu đỏ (một cánh của ngôi sao vàng hướng lên cạnh dài phía trên của tờ giấy nền đỏ), dùng tay miết nhẹ để keo dính vào mặt giấy màu đỏ, như vậy các em đã hoàn thành được lá cờ đỏ sao vàng. để các em có thể thực hành gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng một cách đẹp hơn thì cô mời các em hãy cùng quan sát nhắc lại các bước thực hiện nhé bước 1 gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh sau khi cắt giấy thủ công màu vàng ta được hình vuông có cạnh 8 ô như hình 1 sau khi đã cắt được tờ giấy hình vuông, chúng ta hãy thực hiện theo hướng dẫn. Gấp hình vuông lại thành 4 phần bằng nhau theo hướng dẫn. Khi gấp các em cần lưu ý phải miết các đường kẻ thật chặt để có được điểm O ở giữa. Như vậy ta đã được hình 2. Với hình 2 ta sẽ thực hiện gấp cạnh OD ra phía sau theo đường dấu gấp. Ta được hình 3 như mẫu. Tiếp tục gấp sang phải theo đường ký hiệu để được hình 4. Khi đã được hình 4 chúng ta thực hiện gấp theo hướng mũi tên để được hình 5. Tiếp tục trên hình 5 ta sẽ dùng thước và bút chì kẻ một đường thẳng. Tiếp theo các em hãy dùng kéo cắt theo đường thẳng IK để được hình 6. Sau khi đã được hình 6, chúng ta mở ra sẽ được hình ngôi sao vàng 5 cánh như hình 7. Hình 8 là ta thực hiện dán ngôi sao vàng 5 cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng ở bước 3. Các em hãy lấy tờ giấy thủ công màu đỏ, dùng thước và bút chì, vẽ một hình chữ nhật có chiều dài 21 ô và chiều rộng 14 ô. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện gấp hình chữ nhật thành 4 phần để lấy được điểm ô ở giữa. Theo các em hãy lấy ngôi sao vàng mà mình đã thực hiện ở bước 2. Lật mặt sau của ngôi sao, dùng keo hồ và bôi đều vào ngôi sao. Thực hiện dán ngôi sao vào ở giữa tờ giấy thủ công hình chữ nhật màu đỏ. Như vậy ta đã được lá cờ đỏ sao vàng. Các em vừa cùng cô nhắc lại các bước để thực hiện gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Bây giờ các em hãy cùng lấy dụng cụ của mình và thực hành đi nào. Các em đã thực hiện gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Bây giờ các em hãy cùng dán sản phẩm của mình vào vở thực hành thủ công. Chụp hình sản phẩm và gửi vào Zalo cá nhân cho giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Các em cần lưu ý, sau khi hoàn thành sản phẩm các em cần phải giữ gìn thật cẩn thận, vì đó là lá cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho nước Việt Nam của chúng ta là lá quốc kỳ. Vì vậy các em cần phải thực hiện nghiêm trang khi đứng chào cờ vào mỗi thứ hai đầu tuần của trường mình nhé. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, mến chào và hẹn gặp lại tất cả các em.